បាទជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតចំពោះការរៀនប្រកបភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងវគ្គទី7អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូននឹងបានស្គាល់ពីអក្សរចំនួនពីពាក្យចំនួន2ក្រុមដែលមានសំឡេងថា sin ឬក៏ពេលខ្លះគេអានថា zen ណានេះអញ្ចឹង tion tion នេះគឺយើងអានថា sin ឬក៏ពេលខ្លះអាន zen ណាអាស្រ័យទៅលើពាក្យSION នេះគឺក៏អានថា sin ដែរណាអញ្ចឹង sin sin ឬក៏ពេលខ្លះអាន zen អាស្រ័យទៅលើពាក្យណាអូខេឥឡូវយើងក្រឡេកមើលstation ពេលនេះយើងអាន station station គឺស្ថានីយ៍ I ស្មោះ saw T ស្មោះតដាក់ចិត្តគ្នាមកសយើងត store store A stay នេះសយើង store A stay TION នឹងយើងអានថា sinstation station មានន័យថាស្ថានីយ៍ស្ថានីយ៍រថភ្លើងឬក៏ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសស្ថានីយ៍ឡានក្រុងហ្នឹងបានទាំងអស់ station question question នេះគឺមានន័យថាសំណួរ tion នេះគឺមានន័យថា sin qu នេះគឺមានន័យថាសមានឹង for quite quite a quest okayQ U ស្មោះ for E ស្មោះ I ស្មោះ so quest T I O N នេះគឺស្មោះ sin question question នេះគឺមានន័យថាសំណួរ question សំណួរពេលនេះអាន mission mission អញ្ចឹងអមស្មោះ more more មានតែ submission S I O N ចុងនេះគឺយើងស្មោះពី sin អញ្ចឹងពេលនេះអាន miss ហើយបន្តមកអាន sin តែម្ដង missionquestion នេះ tion ចុង question ណា mission នេះប្រែបេសកកម្ម mission នេះគឺមានន័យបេសកកម្ម action action នេះគឺមានន័យថាសកម្មភាព action a ស្មោះ i c ស្មោះ ខ i ខ x tion នេះគឺមានន័យថា action អញ្ចឹង action action គឺមានន័យថាសកម្មភាពសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងណា actionaction okay tion គឺមានន័យ sin ind នឹងគឺមានន័យអាញ ine នឹងក៏ស្មោះអាញដែរពាក្យពីរនឹងគឺភាច្រើនស្មោះអាញណាឥឡូវបងប្អូនយើងមើលពាក្យយើងមើលពាក្យដើម្បីយល់ណាជើងពាក្យនេះយើងអានថា fine fine ហើយបើយើងអាន fine ដោយសារតែ i ស្មោះ for ind នឹងគឺស្មោះអាញអញ្ចឹង i ស្មោះ for អាញ fine fine នេះគឺមានន័យថាឃើញឬក៏រកឃើញឬក៏ប្រទះឃើញ fine fine for I'm fine ឃើញរកឃើញឬក៏ប្រទះឃើញខាញខាញនេះគឺមានន័យថាចិត្តល្អនេះ k ស្មោះ ខ I ND នេះគឺស្មោះ អាញ អញ្ចឹង ខ ដល់ អាញ ខាញខាញនេះគឺមានន័យថាចិត្តល្អណាខាញឬក៏មួយទីប្រហែលប្រភេទខាញពេលនេះយើងអានថា blind ហើយនេះបានយើងអានថា blind ដោយសារតែអក្សរ b ស្មើ b l ស្មើ l ដាក់ជិតគ្នាទៅវាត្រួតជើងបជើងលោ bl ហើយ ind នេះស្មើ a អញ្ចឹង bl a blind ពេលនេះ blind blind នេះគឺមានន័យថាខ្វាក់ងងឹតណា blind blind ពេលនេះយើងអានថា mind mind នេះគឺមានន័យថាចិត្តគំនិតឬក៏ឲ្យមួយទៀតប្រហែលប្រកាន់អញ្ចឹងណាបើសិនជា verb ប្រហែលប្រកាន់ណាមិនពេញចិត្តនឹងឯមួយអញ្ចឹងឬក៏ជំទាស់ណាពេលខ្លះ m ស្មោះ more ind គឺស្មោះ a អញ្ចឹង more a mind mind អូខេ mind អញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំថា ind គឺស្មោះ a more a mind អូខេ mind ពាក្យនេះអានថា behind ពាក្យនេះគេសរសេរច្រើនពិតមែនតែគេអានតែពីរម៉ាត់ទេណា b ស្មោះ bo eb នេះ a ស្មោះ h ដាក់ a ញ hang ind ស្មោះ a អញ្ចឹង behind ប្រហែលពីខាងក្រោយ behind គេតើឥឡូវយើងមានមួយទៀតតើឧទាហរណ៍មួយទៀតតទៅជាមួយនឹង ine គឺស្មោះ a ញដែរឧទាហរណ៍ពាក្យនេះយើងអានថា fine ហើយតើអាន fine ព្រោះថា ine គឺស្មោះ a អញ្ចឹងពាក្យ fine fine នឹងប្រែថាល្អណា fine ល្អ
bởi chỉ vớp prai thập phạ bì này bị phán phán mang âm sma mô ái ân ý sma anh chứ mô anh mang mang những cư miền này thà rồi bọc nhóm mang rồi bọc nhóm mang ss mà sò sò anh sàng ok ai ân ý cư sma anh chứ sò anh sàng s mà phò ai ân ý sma anh chứ phò anh phán phán những prai thà lọ nè bị lơ mình hài ấy ok ạ biến những an thật lành lành hết đấy bạn an thật lành đôi xa tệ ấn mà lộ ai ấn ý cứ sma an chứ những bộ chuột nế lộ án lành 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 nó cứ sai được cái bệnh toạt được cái chùa nó lành ok dương miền mùi tiết cứ o o nó cứ sma o bê khá sma o à sai từ lửa biển á dương thời chân nam O đã o cho kênh mà o bê khá sma o là bọn phụ ngực lệ một biến này biến nên anh hả phọc phọc phí sma phó o o sma o kê sma kho phọc phọc mê này thà sạch trục phọc sạch trục phò phò nó cứ sầm rạp ai sma phò phò o phò chứ bê ní sma o à lơ sma o nế phọc anh ní sma o phò o phò phò nó cứ sầm rạp o nâng á mùi tít biến nên anh sọt sọt nó cứ khlấy sọt ss mà sọ o o sma o thì sma thòn chẳng sọt sọt nó cứ mình nên thật khlấy nos anh sma no o o sma o thì ss mà sọ nos 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 nó prai tư khẳng chương nos tư khẳng chương force force mình nên thật cầm lăng force cầm lăng s mà for o o sma o for đã sọ force for nó cứ cầm lăng ok chứ bóng phôn từ chạm nè ở bên này dừng ăn ta horse hát bà dừng ăn ta horse s mà hò o o sma o s mà sò hãy y chông nước kiệt kết tế chứng bên này ăn horse horse nó cứ mình này thật sạch horse horse nó cứ sạch voss voss nó cứ nằm lại wh o o sma o thì s mà sò chứng vô o vô sò voss voss nằm lại spot cây làn chứng biến an spot s p s mà sò p mà chứng po p nước mà po bờ chứng mà chứng po sò chứng po sport sport o sport đã thoát spot spot nó cứ cây làn spot cây làn report report nó cứ miền này thà bài cá rồi có sự cái đấy cả report report nè chữ o s mà rồi e report 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 resort resort nó cứ miền này thà rum này than resort o s mà rồi e s s mà sò sò o sò thà sọt resort ok resort nó rum này than ok chữ bom bố thử chạm thá p o s mà o rồi có s mà o ok chương bạn bố mê rin những phần năng đặc thị bằng chấp xung ọc côn xung ra tạm nàn tu sản nô vẹn ní xung bạn bố complete rung chăm tạm nàn tu sản nô vẹn thị bằng bấy để chỉ việc bằng tỏ xung bạn bố chú chích subscribe nên chú xin nhạc đăng ok chú nên nô mê rin khỏi bye bye.